Ôi các bạn ơi, sau mấy ngày mình dùng nó bị thế nào rồi này các bạn này, đây này. Mày lừa bố mày. Chào các bạn, hôm nay mình có mua lại một cái oscilloscope này. Thì mình mua nó với giá là 150.000 và 188.000 cả ship này. Thì mình mua thanh lý lại ở trên nhóm nhé. Thì cái dấu hiệu của oscilloscope này nó cũng đã cũ rồi các bạn ạ. Và đo nó cũng không được chuẩn nữa. Đây, thì mình đang đo xung 1 kHz thì nó vẫn vuông này. Xung vuông thì nó cũng sẽ vẫn vuông nhé. Nhưng mà khi mà mình đo điện lưới này, đây thì mình sẽ chuyển sang X10 và mình đo điện lưới nhé. Khi mà mình đo điện lưới thì nó như thế này các bạn ạ. Sóng sinh và điện lưới nó đã không được sinh nữa rồi. Những đỏ cái này nó đã đo có sai số rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ tháo cái oscilloscope này ra để xem là bên trong nó sẽ như thế nào nhá. Kia ở đây thì mình đã tháo ra rồi này. Thì cái màn hình này nó đã bị dính băng dính vào nên là nó hơi bẩn một chút. Bây giờ thì mình sẽ cho xăng vào nhé. Để tẩy cái này đi. Thì cái này nó là mặt kính, không phải mặt nhựa nên là cho xăng vào tẩy được. Nhưng nếu mà nó mà mặt nhựa thì coi. Đấy. Thì cái này mình nhìn nó không được xin nữa các bạn ạ. Nó vẫn hơi méo méo. Nên là thôi kệ, không sao, mình dùng thử thôi mà. Mình đo xem nó có đẹp hay không thôi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lắp lại nhé. Mình sẽ rửa qua cái vỏ này đi. Ok, và sau khi mình đã vệ sinh lại sau một chút rồi này. Thì mình phát hiện ra là đo sóng sin nó sẽ bị nhiễu. Và khi mà các bạn vặn biên độ nó cao lên này. Thì các bạn sẽ thấy càng ngày nó sẽ càng nhọn xung xuống này. Rõ đây là xung vuông nhá. Đây là xung vuông 1 kHz lấy mẫu này. Nhưng mà mình vặn biên độ nó cao lên này. Thì cái xung của nó sẽ bị nhọn ra nhá. Thế nên là khi mà đo xung sin thì nó cũng sẽ không ra được đúng hình sin nhá. Thì này là đo tạm rồi. Có cái để đo thôi. Đó. Thì video hôm nay thì mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Các bạn.